Xin chào anh nhà báo Hoàng Đăng Du ở Nam Định. Hôm qua thì mình đi sinh nhật của nhà thơ Thạch Thảo ở Bình Dương và mình đi máy bay có ghé lại nhà một người bạn và sẵn ghé qua thăm anh luôn. Vừa rồi mình có đọc một bài thơ là Chốn Quê, mới mấy tiếng đồng hồ đây thôi, thì mình cũng mạo muội gửi cho anh một cái giai điệu, nói chung là cũng lắng động về tình quê, tình người. Sau đây mình sẽ gửi đến cho anh với cái giai điệu, và anh cùng nghe, và xin mời gia đình cùng nghe, mời gia đình Facebook, YouTube cùng nghe. Nơi ấy có những chuyện
đê cò mằng thôn mắc bồn bề gió sông có bình minh giàng đăng đông hoàng hôn buồn trầm cầu vồng sao mưa có tiếng gà gáy bang trưa yên bình từ thuở xa xưa đến giờ có cho ngàn vàng ước mơ mọng lên từ luống cày bừa của cha nơi ấy là chốn quê nhà cho ta vững bước đường xa néo gần cho ta thăm gia đình, chúc sức khỏe gia đình bình an và xin chào anh.